mùng 1 khấn trời, mùng 10 tài lộc cực vượng, tuổi Đinh Tị sinh năm 1977, vận may ngập tràn, ôm hết lộc thiên hạ về nhà, giàu to hết lo nghèo khổ trong tháng 6 âm lịch 2024. Thưa quý mệnh chủ tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 thân mến, anh chị đã sẵn sàng để thành công, tôi chắc là anh chị có, anh chị đã sẵn sàng để đạt được những điều mình mong mỏi, tôi cũng nghĩ là anh chị sẽ gặt, anh chị đã sẵn sàng để bước đi trong ánh sáng, trong sự trọng vọng của những người xung quanh, hoặc chí giả đã sẵn sàng mang thành tựu ra cho những kẻ đã quay lưng với anh chị, khi sóng gió ập về phải chống mắt lên xem, chắc chắn là anh chị cũng sẽ đồng ý rằng, bản thân đã sẵn sàng rằng, chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng, thấy hả hơi cả con người. Nếu tôi nói rằng, anh chị còn cách những sự sung sướng đấy một đoạn, chỉ một đoạn ngắn thôi, không hiểu anh chị sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Trong tháng 6 âm này, cung trời đao lợi, mưa thuận gió hòa, một sự khởi đầu mới sẽ đến với cuộc đời Đinh Tị, mở ra những chương hoàn toàn mới, khép lại những lỡ dở của quá khứ, những chán nản mỏi mệt đã đeo bám bao ngày dài. Càng về cuối năm 2024, đường đi của Đinh Tị sẽ càng thuận lợi. Nói thế để Đinh Tị không vì những mất mát đầu năm 2024 này mà chán nản, muộn phiền. Những cái mất đấy là những cái sót lại cuối cùng của tàn dư quá khứ, cần phải mất và nên mất để chuẩn bị cho sự chuyển mình sang trang. Thưa quý mệnh chủ Đinh Tị, chúng tôi biết chúng tôi không phải thần thánh, không cho anh chị được vàng bạc tài lộc giàu sang, nhưng chúng tôi có thể luận giải những việc sẽ xảy ra trong tháng 6 âm lịch này để giúp anh chị cãi vận thay mệnh, xóa đi phiền muộn và giành lấy sự giàu có từ chính đôi bàn tay mình. Nếu nghe được đến dòng này, mời quý vị anh chị đăng ký kênh để ra tín hiệu cho mình Đường Tử Vi rằng anh chị vẫn còn hiện diện ở đây nhé. Trước khi đi vào phần luận giải tử vi chi tiết, ta hãy cùng nhìn qua về vận mệnh, cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của những người sinh năm 1977, tuổi Đinh Tị. Những người sinh năm 1977 mang mệnh thổ, sa trung thổ, đất pha cát. Sa trung thổ là một dạng thổ lẫn pha tạp, nên tính cách của họ thiếu sự thuần nhất, thường tự mâu thuẫn với bản thân mình. Vì thực tế các thối đất mềm, họ mâu thuẫn biểu hiện ở chỗ, nhiều khi tính nết không đồng nhất, có phần thất thường. Có những lúc họ rất tinh tế, nhạy cảm, thông thái, nhưng cũng có lúc sự tinh tế và thông thái của họ lại biến đâu mất. Trong công việc và hành động cũng vậy, giống như hình ảnh một con chuồn chuồn đậu trên một cành cây, gần mặt nước, phân vân vừa muốn bay, lại vừa muốn đậu lại. Có những lúc họ rất nhiệt tình, hừng hực quyết tâm, sẵn sàng không tiếc công sức và bản thân để vì sự nghiệp, nhưng rồi cũng có lúc họ mệt mỏi, chán chường, dường như yếu ớt. Đặc trưng của thổ khí, đó là tính điềm tĩnh, khoan dung, kiên trì chân lý, niềm tin và khá bảo thủ. Đất trong cát có đặc trưng là có đất và có cát, nên họ có ý thức về bản thân, coi mình là tôn quý, khác với tục thế, vì thế nên họ cô độc ít bạn bè. Những người được coi là bạn thường ít chơi rất thân, có nhiều ân tình nghĩa lụy và họ rất tôn trọng, yêu quý bạn bè. Trong số họ hàng nhà thổ có hầu hết do nhân tạo, sáu nạp âm thì bốn dạng do nhân tạo, chỉ có sa trung thổ đại dịch thổ là vật chất tự nhiên. Sa trung thổ vốn là dạng vật chất tự nhiên, nên bản thân họ yêu tự do, không thích khuôn khổ, ước thúc, tiết chế hay mực thước. Nhiều người tự kinh doanh hoặc làm tư nhân, họ cũng thường tự do nghiên cứu và phát triển, quan điểm cởi mở và thoáng, chỉ cần có thể sinh ra lợi ích chính đáng là họ đi theo. Vậy nên, tư duy của họ không theo lối mòn, thường có sự sáng tạo đặc biệt, điều này hơn hẳn bốn nạp âm cùng họ mà hình thành do nhân tạo kia. Cá tính của họ khá tùy duyên, cộng với ý thức về bản thân và tài năng vốn có, Đinh Tị khá kiêu ngạo, hiếu thắng. Đinh Tị là những con người hoạt bát, năng nổ về thể chất lẫn tinh thần. Đinh Tị luôn toát lên vẻ ngoài năng động, nhiệt huyết. So với những người khác, họ lanh lợi, thông minh và ưa sự sáng tạo, thích trải nghiệm và khám phá những khung trời mới, thách thức mới. Người tuổi Đinh Tị 1977 là những người có tài giao tiếp tốt, họ luôn luôn sôi nổi, đôi khi hơi ồn ào. Họ thích nêu lên quan điểm của bản thân và rất giỏi trong việc thuyết phục người khác thuận theo ý muốn của mình. Họ là người có tính kiên trì và không thích sự khiêm nhường. Những người Đinh Tị sinh năm 1977 nổi bật với sự nhiệt tình và vẻ ngoài gợi cảm. Tuy nhiên, họ thường hay có tính đa nghi và thường hay ghen tuông. Họ yêu nồng nhiệt và không ngần ngại thể hiện tình cảm của mình. Tuy nhiên, nhược điểm của người này là hay áp đặt suy nghĩ của bản thân lên đối phương. Vì thế, nếu muốn kết duyên, thì bạn phải thật sự kiên nhẫn và vô cùng vị tha. Dù là dạng vật chất tự nhiên, khuynh hướng phát triển tự do, không ước thúc, khuôn khổ,
Nhưng đặc trưng của hành thổ đó là tính nguyên tắc, bền vững. Họ có những nguyên tắc vàng, bất khả xâm phạm, tinh thần sáng tạo cùng với ý chí tiến thủ ở trên một nền tảng khá kiên cố, bền vững và khó thay đổi suy nghĩ của họ. Khi nào bạn làm được điều đó, chắc chắn phải là một nhà ngoại giao xuất sắc hay một chuyên gia tư vấn tâm lý thượng thừa. Các tư duy và hành động đặc biệt ở chỗ cứng rắn về nguyên tắc nhưng mềm mỏng, linh động về phương pháp thực hiện. Sa Trung Thổ, bề ngoài cứng rắn, kiên quyết nhưng nội tâm mềm mỏng, hiền lành, nhân hậu, có phần can đảm, yếu đuối. Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy họ có những biểu hiện như cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, lên dây cót tinh thần, nhưng ẩn đằng sau đó thì lại khác. Đinh Tị thường có một cuộc đời đầy thử thách, sóng gió, chỉ khi bước sang thời trung vận thì cuộc đời mới được ổn định, đầy đủ. Sự nghiệp phải có sự giúp đỡ của gia đình, thân tộc mới phát triển được. Đường công danh không lừng lẫy mà chỉ ở mức độ trung bình, ổn định. Sự nghiệp của những người tuổi này có thể hoàn thành sớm và nhanh chóng. Tuy nhiên, họ không có số sống giàu sang. Bạn được hoàn thành nhanh chóng, tuy không có được số giàu sang, phú quý, nhưng bù lại, cuộc đời họ được hưởng sự an nhàn, cho dù đường tài lộc chỉ ở mức trung bình. Những người tuổi Đinh Tị mệnh thổ, đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi Đinh Tị còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều ước mơ, hoài bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Không chỉ thuận lợi trên con đường phát triển sự nghiệp mà đường tình duyên của tuổi Đinh Tị mệnh thổ cũng gặp khá nhiều may mắn. Nữ giới sau khi kết hôn được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Còn nam giới sẽ lấy được người vợ đảm đang, đôn hậu. Người tuổi Đinh Tị mệnh thổ là những người bạn chân thành và trung thành hết mức. Họ là người khiến cho tình bạn luôn sống mãi. Bạn bè thích ở bên cạnh Đinh Tị vì cảm nhận được sự quan tâm và thấu hiểu, luôn cảm thấy trẻ trung như những buổi đầu quen biết. Dù tình bạn đã kéo dài bao lâu đi chăng nữa, song họ cũng đòi hỏi sự trung thành từ bạn bè mình. Nếu phát hiện thấy mình bị phản bội, họ sẽ bị tổn thương sâu sắc, không bao giờ quên, cũng không bao giờ tha thứ cho người đó. Nhược điểm lớn nhất của Đinh Tị chính là nhạy cảm quá mức. Họ dễ cảm thấy mình bị xúc phạm, bị tổn thương. Chỉ cần người khác chê bai hay phê bình chút thôi cũng có thể khiến cho họ muộn phiền. Còn người buông những lời đó với họ sẽ bị liệt ngay vào danh sách đen. Họ có thói xấu nữa là hay đố kỵ, có thói quen kiểm soát những người ở bên cạnh mình. Đặc biệt, họ thể hiện ham muốn chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt với người mình yêu. Tuy nhiên, họ biết cách làm cho mọi chuyện khéo léo hơn, chứ không quá chuyên chế độc đoán. Vận mệnh người tuổi Đinh Tị mệnh thổ khá tốt. Họ có đầu óc tư duy tốt, phản ứng nhanh nhạy, thích thể hiện. Có điều cần chú ý, đừng quá mạo hiểm, mà hãy tìm cho mình con đường đúng đắn và cách thức an toàn, thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Đinh Tị là người có lòng thương người, hay quan tâm chăm sóc người khác, cũng có thói quen lắng nghe và chia sẻ những tâm tình của bạn bè. Song trong chuyện tình cảm, họ lại hay suy nghĩ quá mức, thể hiện tình yêu quá nhiều, dễ gây ra những hiểu lầm không đáng có. Nữ tuổi Đinh Tị là mẫu phụ nữ đam mê sự nghiệp, song họ không hề tỏ vẻ tự cao, tự đại, mà vẫn rất thân thiện, hòa đồng, nên được mọi người vô cùng yêu quý. Họ là viên ngọc quý trong tay chồng, được yêu thương, nâng niu rất nhiều. Người tuổi Đinh Tị mệnh thổ ghét nhất là bị ràng buộc, bị người khác khống chế, kiểm soát bất cứ lúc nào. Tuy cơ hội kiếm tiền rất nhiều, nhưng cũng không hề dễ dàng nắm bắt. Nếu biết cách chấp lấy thời cơ và cố gắng hết sức mình, thì sẽ giành được thành công rất lớn. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Đinh Tị, sinh năm 1977. Xem tử vi tháng 6 tuổi Đinh Tị âm lịch, lời khuyên dành cho con giáp này đó là bớt để ý đến chuyện của người ta, nên chăm sóc đời sống cá nhân của mình thật tốt, đó mới là ưu tiên hàng đầu lúc này. Tương phá dự báo, sự mâu thuẫn trong tính cách từ chỗ làm cho tới về nhà, khiến tuổi Đinh Tị không vui. Đôi khi bạn cảm thấy mất hứng thú với những người có tính cách hấp tấp, bồng bột và không biết là nghe. Nguyệt lệnh trường sinh cho thấy bản mệnh là người tài hoa, say mê lao động làm việc. Tuy nhiên, không phải khi nào người ta cũng công nhận công sức của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn đang tiến bộ mỗi ngày. Sau quá trình không ngừng rèn giũa bản thân, thành công sẽ đến theo một cách rất tự nhiên trong tương lai. Bạn không cần phải vội vàng. Vì quá bận rộn nên con giáp tuổi Đinh Tị ít dành thời gian để cải thiện chuyện tình cảm. Thế nhưng may mắn có thấy âm cát tinh hỗ trợ, nên bạn vẫn được bạn đời ủng hộ, nâng đỡ. Vận trình tình cảm nhờ thế mà bớt đi sự căng thẳng,
bạn là người có trái tim nhiệt huyết và luôn hết mình vì đam mê. Tính cách lạc quan giúp bạn luôn tìm thấy niềm vui trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngay cả trong thời điểm tăm tối nhất, bạn cũng sẽ cần tỉnh táo và cẩn trọng với những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Quản lý vấn đề cá nhân sẽ dễ dàng nhiều hơn việc chịu trách nhiệm thay ai đó. Chi tiết từng phương diện cuộc sống như sau. Về mặt sự nghiệp, phương diện công danh của tuổi Đinh Tỵ hanh thông, phơi phới, người tuổi này có nhiều cơ hội để phát triển, các kế hoạch, công việc đều tiến triển và hoàn thành vượt mức mong đợi. Ngay cả trong những công việc thường ngày, bản mệnh cũng chủ động thể hiện khả năng sáng tạo và có hiệu quả tốt. Tháng này, mệnh chủ được nguyệt lệnh đế vượng, ủng hộ nhiệt tình, kết hợp với quý nhân tam hội, nên như hổ mọc thêm cánh, nâng cao vận khí, giúp Đinh Tỵ liên tiếp gặp may mắn, dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp và trợ lực, nhưng được quý nhân phò trợ, bản mệnh lại năng động và xông xáo, nên kết quả thu về khá lý tưởng. Không những thế, tam hội cục còn giúp các mối quan hệ xã giao thêm phần hài hòa, nhất là khi người tuổi Đinh Tỵ luôn giúp đỡ người khác giải quyết vướng mắc, tạo dựng sự thân thiện với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, dịch mã xuất hiện trong tháng là điểm báo tất bật, thường phải di chuyển hai ngược xuôi lo công việc. Đó có thể là quá trình dịch chuyển về địa lý, khoảng cách, nhưng cũng có thể là dịch chuyển chức vụ. Nhìn chung, những nỗ lực bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng một khi bản mệnh chủ động xông xáo trong công việc, kết quả cuối cùng đạt được vô cùng mỹ mãn. Về mặt tài lộc, cùng với những tin vui ở phương diện sự nghiệp, vận tài lộc của người tuổi Đinh Tỵ cũng có dấu hiệu tăng vọt trong tháng 6 âm lịch này, mở ra nhiều cơ hội đầu tư kinh doanh, buôn bán thuận lợi, bỏ túi không ít lợi nhuận lộc lá trời ban. Nếu bạn mạnh dạn mở rộng lĩnh vực kinh doanh mới hoặc phát triển nghề tay trái thì sẽ thu được tài lộc về túi. Bản mệnh hoàn toàn có thể tận dụng các cơ hội đầu tư mà mình nhìn thấy trong thời điểm này, bởi Đinh Tỵ có hàng loạt cát tinh trợ mệnh, con giáp này làm gì cũng có thể hái ra tiền, cả nguồn thu chính và phụ đều có khởi sắc. Tuy không đến mức phát tài ngay sau một đêm, nhưng cũng khá rủng rỉnh trong chi tiêu, không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Sự tất bật trong tháng này cũng là điều dễ hiểu, cũng là bởi Đinh Tỵ luôn bận rộn với các tham vọng làm giàu của mình, vất vả một chút, nhưng gặt hái thành quả rực rỡ, như vậy cũng rất đáng để bỏ công sức. Tuy nhiên, bản mệnh làm bất cứ việc gì cũng nên chỉn chu và biết điểm dừng đúng lúc, đừng tham lam, ôm đồm, mà sôi hỏng bỏng không, các chi phí phát sinh trong tháng cũng tương đối nhiều, vì vậy chớ ỷ vào việc túi tiền rủng rỉnh mà tiêu pha lãng phí, vung tay quá chán, thì tiền núi cũng cạn. Về mặt tình cảm, tạm hội xe duyên, chuyện tình cảm và các mối quan hệ của người tuổi Đinh Tỵ sẽ vô cùng khởi sắc trong tháng 6 âm lịch này. Với các cặp đôi những khúc mắc trục trặc trước đó sẽ lần lượt được tháo gỡ, ổn thỏa, tình cảm càng thêm gắn kết mặn nồng, gia vần thì hòa thuận, xung đột giữa các thành viên trong gia đình giảm đi trông thấy, trả lại không khí yên vui. Về các mối quan hệ xã giao bên ngoài cũng vẫn đang tiến triển khá tốt, bởi bản mệnh vốn dĩ là những người rất nhiệt tình, khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Hãy cứ phát huy thế mạnh này, có thể bản mệnh sẽ tìm được những cơ hội tốt từ những mối quan hệ ngoài kia. Tuy nhiên, Đinh Tỵ cũng đừng mãi giao lưu bên ngoài mà quên mất dành thời gian cho gia đình của mình nhé. Vì nếu không biết cách cân bằng giữa các công việc và các mối quan hệ, thì chắc chắn sẽ có những tín hiệu cảnh báo, làm xáo trộn cuộc sống của bản mệnh. Về mặt sức khỏe, tháng 6 này có nguyệt lệnh lâm đế vượng, lại có cát khí từ tam hội nâng đỡ, dự báo sức khỏe của người tuổi Đinh Tỵ khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng nào, thể trạng cũng rất dẻo dai, luôn tràn đầy sức sống, nhờ chế độ rèn luyện và lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, khi luyện tập các môn thể dục thể thao, bản mệnh cũng cần biết lượng sức, đừng tập tành quá sức mà gây phản tác dụng. Ngoài ra, cũng nên giữ vệ sinh nhà cửa để tránh bệnh tật do môi trường, bản mệnh cũng nên uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm tính hàn để giảm bớt nóng trong. Sau đây là luận hung cát tử vi từng tuần của người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần 1. Vận trình tuần này của người tuổi Đinh Tỵ khá bình ổn, dù hung vận có phần nhỉnh hơn cát vận, song tình hình không quá nghiêm trọng, bản mệnh vẫn đủ khả năng để xoay sở trong mọi tình huống, kết quả đạt được hoàn toàn xứng đáng. Ngay đầu tuần có sự nâng đỡ của tỷ kiên, người tuổi Đinh Tỵ sẽ đạt được nhiều thành công nếu biết lợi dụng tiềm lực của bản thân mình. Cát thần này cổ vũ,
động viên cho con giáp này rất nhiều. Chỉ cần bạn chủ động và tự tin thì chắc chắn sẽ có thể làm nên kỳ tích. Tài lộc càng về cuối tuần lại càng vượng, bản mệnh được chính tài nâng đỡ, thu nhập chỉ tăng chứ không có giảm, không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có được những nguồn thu lớn đến bất ngờ. Bên cạnh đó, có những nguồn thu đều đặn, giúp cho kế hoạch tiền bạc của bạn khá có triển vọng trong tương lai gần. Quý nhân, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đen, xanh lá. Tử vi tuần 2. Người tuổi Đinh Tỵ trong tuần 2 này có dịch mã động tinh chiếu mệnh nên có điềm báo phải di chuyển, đi lại khá nhiều, đa phần đều để giải quyết vấn đề liên quan đến công việc. Tuy nhiên, môi trường xa lạ, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà bản mệnh không thể chủ quan, nhất là khi có thiên quan kéo theo họa tiểu nhân rình rập, bản mệnh càng cần phải cẩn trọng trong từng hành động và quyết định của bản thân. Mọi chuyện đều cần được tiến hành tuần tự, từng bước một, thì sẽ không lo bất cứ sai sót nào. Đường tài lộc trong tuần cực kỳ thuận lợi, tiền hết rồi lại có, cả chính tài và thiên tài cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Quý nhân, tuổi Ngọ, tuổi Hợi. Tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu hồng. Tử vi tuần 3. Đầu tuần là lúc mà bản mệnh nên tranh thủ tiến hành những việc quan trọng. Khi được chính quan trợ mệnh, mọi kế hoạch đều tiến triển suôn sẻ hơn, hiệu suất ổn định. Quý nhân xuất hiện sẽ giúp con giáp này rất nhiều trên hành trình tìm kiếm thành công, đạt được mục đích. Càng về cuối tuần thì công việc càng dễ xảy ra sai sót, cơ hội phát triển đang có sẵn. Đừng để những chuyện bên lề ảnh hưởng tới tiền đồ của bản thân mình. Chuyện làm ăn của người tuổi Đinh Tỵ diễn ra khá thuận lợi trong tuần này. Do có thiên tài chiếu mệnh, bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư đem lại lợi nhuận kha khá. Khi cơ hội xuất hiện trước mắt, bản mệnh không nên chần chừ, do dự quá lâu mà cần nắm bắt ngay, bạn sẽ đạt được khoản lợi nhuận khiến nhiều người ngưỡng mộ. Quý nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu. Tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. Tử vi tuần 4. Sao Thiên Cầu xuất hiện mang theo hoạn tiểu nhân, họa thị phi, gây sóng gió cho người tuổi Đinh Tỵ trong tuần này. Bản mệnh cần chú ý lời nói, cử chỉ của mình trong công việc, có thể người tuổi này đạt được những thành tích đáng tự hào, nhưng nên nhớ rằng, núi cao còn có núi cao hơn, luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, chính là cách bảo vệ bản thân tốt nhất. Hung thần này còn tác động tiêu cực đến sức khỏe của những người tuổi Đinh Tỵ. Cụ thể, bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Vì vậy, dù bạn có đang bận công to việc lớn đến thế nào, mà thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác lại công việc, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn. Bù lại, tài vận có nhiều điểm sáng ngay từ đầu tuần, nhờ được cả chính tài và thực thần nâng đỡ, con giáp này có nhiều cơ hội làm ăn vào thời điểm này, giúp tài vận phất lên nhanh chóng. Tuy nhiên, về cuối tuần có điểm báo kiếp tài dễ hao tiền tốn của, nên lưu ý. Quý vị thân mến, ngoài năm sinh thì tháng sinh cũng có ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc đời mỗi người, bởi dựa vào tháng sinh âm lịch có thể biết trước được tương lai, tình duyên, vận mệnh và một phần tính cách của mỗi người. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh ra trong các khoảng thời gian khác nhau sẽ có tính cách và số phận khác nhau. Vậy trong tháng 6 âm lịch năm 2024 này, những người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng nào sẽ gặp được nhiều may mắn nhất? Thì xin mời quý vị theo dõi tiếp luật giải ngay sau đây. Sinh vào tháng 1. Đây là thời điểm dương khí vượng, vạn vật sinh trưởng phát triển. Những người tuổi Đinh Tỵ sinh vào tháng Giêng có nhiều tham vọng dự định. Tuy nhiên, họ thường phải tự gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự dùng nỗ lực của bản thân nên có thể sẽ khó khăn hơn người khác. Sinh vào tháng 2. Bản mệnh không ưa bàn luận chuyện thị phi trên đời, thích sự an tĩnh và ít sóng gió, vì thế mà họ ít theo đuổi các vụ làm ăn mạo hiểm. Trung vận và hậu vận bản mệnh sống dư giả, được nhiều phúc đức hơn. Sinh vào tháng 3. Tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, ảnh hưởng rất tích cực đến tính cách và vận mệnh người tuổi Đinh Tỵ. Họ là những người có tâm sáng, đầu óc thông tuệ, sống chính trực và nhân ái. Trong sự nghiệp, họ có sự ứng biến linh hoạt trước mọi tình huống, hóa giải mọi khó khăn trắc trở. Sinh vào tháng 4. Họ có đầu óc mở mang, suy nghĩ sâu và rộng hơn người khác.
bản mệnh cũng nhận được sự yêu quý và tin cậy của mọi người bởi sự trung thực, sẵn lòng giúp đỡ kẻ yếu. Sinh vào tháng 5. Người tuổi Đinh Tị sinh tháng 5 có công danh sự nghiệp rạng rỡ. Họ có nhiều điểm mạnh và biết tận dụng những điểm mạnh này để phát triển, bội thu tiền tài. Về già bản mệnh được hưởng hưu, an nhàn bình yên, quây quần bên con cháu. Sinh vào tháng 6 âm lịch. Những người này vừa có đức vừa có tài. Họ có chuyên môn sâu rộng tài giỏi, lại là người sống tình cảm. Vì thế sống bên cạnh họ rất thoải mái, được quan tâm đúng mực, tinh tế. Sinh vào tháng 7. Người sinh vào tháng 7, học rộng tài cao, trí dũng song toàn. Dù phát triển theo hướng nào, nghiên cứu, học thuật hay làm ăn, buôn bán, bản mệnh cũng đều có thể thành công. Sinh vào tháng 8. Nhanh nhẹn, hoạt bát, thích vận động là đặc trưng trong tính cách của người tuổi Đinh Tị sinh vào tháng 8 âm lịch. Họ là người từng trải, ưa thử thách và kết bạn khắp bốn phương. Sinh vào tháng 9. Đây không phải là người thành công nhờ vào may mắn. Bản mệnh thích được khám phá, trải nghiệm, nỗ lực và gặt hái thành quả nhờ chính khả năng của mình. Sinh vào tháng 10. Đời sống tình cảm hôn nhân của họ tốt đẹp, vợ chồng con cái hòa thuận, gia đình có của ăn của để. Tuy không đến mức tiền bạc đầy nhà, nhưng cũng không bao giờ phải sống trong túng thiếu. Sinh vào tháng 11. Mệnh cách sinh vào thời tiết lạnh lẽo, loài rắn có khó bề kiếm ăn, vì vậy mà cuộc đời nhiều nỗi gian nan vất vả. Thành công đến với họ không thực sự dễ dàng, đòi hỏi sự quyết tâm và có thể cân nhắc việc đi xa, lập nghiệp. Sinh vào tháng 12. Người tuổi Đinh Tị sinh vào cuối năm có lòng vị tha, nhân ái, biết thông cảm cho người khác. Thời trẻ tuy giỏi, nhưng khó tìm được cơ hội thích hợp, trung vận bản mệnh mới khởi sắc hơn hẳn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý anh chị tuổi Đinh Tị thân mến, khi chúng ta hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trân trọng và nhiệt huyết đối với sự nghiệp, thì tinh thần sẽ chuyên tâm vào cảnh giới tốt đẹp, bệnh tật không xâm nhập được, tự nhiên sẽ hấp dẫn được những thứ tốt đẹp và tươi sáng đến. Vương Dương Minh, đại sư Nho Gia đời Minh có nói, đánh giặc trong núi dễ, đánh giặc trong tâm khó. Có lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, thất vọng, bất lực vì công việc không xuôi chèo, mát mái, làm ăn liên tiếp thất bại, mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, bất hòa trong gia đình. Đó chính là lúc chúng ta nên đưa tầm mắt hướng vào nội tâm mình, tìm ra những tính xấu, những cố tật và những quan niệm trói buộc bản thân, đó chính là giặc ở trong tâm mình. Khi chúng ta đánh tan được giặc trong tâm, thì việc học hành, gia đình, sự nghiệp sẽ cải biến, các vấn đề trong cuộc sống dần dần được xử lý hết, giống như rút củi đáy nồi vậy. Tu tâm có thể khiến bách bệnh không xâm nhập được. Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người có thể gặp những trường hợp như sau. Hai người cùng mắc bệnh như nhau, một người tính cách cởi mở, vui vẻ, còn một người tính cách u uất, khép mình. Người tính cách cởi mở, vui vẻ là người có thể dùng tâm thái lạc quan đối xử với bệnh tật, nhất định họ sẽ mau chóng khỏi bệnh hơn người có tính cách u uất, khép mình. Y học hiện đại đã chứng minh, cùng một sự việc, nếu tâm trạng khác nhau, sẽ sinh ra ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau đối với sức khỏe của bản thân. Khi gặp những việc khó khăn, chỉ cần có tâm thái tích cực, việc gì cũng nhìn thấy mặt tươi sáng của nó, trong tâm chứa đầy ý nghĩ lạc quan. Khi đó, đại não sẽ ở trạng thái hài hòa, sẽ tiết ra kích thích tố có lợi cho cơ thể. Trái lại, nếu tâm trạng u uất, bi quan, càng ngày thường ngắn than dài, thế thì trong trạng thái khổ đau, phiền muộn, oán hận, phẫn nộ đó, đại não chịu sự kích thích xấu này, sẽ tiết ra những vật chất có hại cho cơ thể. Do đó, nếu có thể tu tâm dưỡng tính, bất kể sự việc gì, đúng giữ được tâm thái lạc quan, vui vẻ thì có thể duy trì thân và tâm ở trạng thái cân bằng âm dương, từ đó giữ được thân thể và tinh thần khỏe mạnh, trẻ trung. Văn Thiên Tường, anh hùng thừa tướng triều Nam Tống, cũng có trải nghiệm rất giống với Vương Dương Minh. Sau khi bị quân Nguyên bắt, phải sống cuộc sống tù đày, hành hạ, nhưng Văn Thiên Tường vẫn trước sau kiên cường, bất khuất. Ông đã viết chính khí ca, lưu truyền ngàn năm, trong đó có đoạn viết rằng tôi bị giam trong nhà tù tối tăm ẩm ướt, cho dù là mùa xuân nắng vàng rực rỡ, thì bên trong vẫn tối đen như ban đêm vậy, cả chuồng ngựa cũng nhốt chung ở trong phòng. Tôi ăn những thứ xấu tệ, như đồ ăn cho gà, cho chim, mỗi khi trời mưa hay thời tiết có sương, là nhà tù lại dột nước khắp nơi, nền nhà là những rãnh nước, lồi lõm, gồ ghề. Trong hoàn cảnh ác liệt như thế, hè qua, đông lại, mà cũng lạ, tôi lại chẳng mắc bệnh tật gì, ở đây làm gì có bí quyết gì. Chỉ là thân tôi có chính khí,
Hẳn nhiên, các loại bệnh tật, tà khí sao có thể xâm nhập được? Có thể thấy, tâm trạng ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với con người, thậm chí quyết định đến sống chết. Do đó, muốn có một cuộc đời mạnh khỏe, vui vẻ, không thì mấu chốt là ở chỗ, làm thế nào kiểm soát được tâm trạng của mình. Tu tâm có thể xoay chuyển vận mệnh. Vương Dương Minh đã từng nói về việc luyện tập thư pháp, người xưa mọi lúc mọi nơi, chỉ để tâm vào học tập, cái tâm này tinh tế, sáng suốt, viết chữ đẹp cũng nằm trong đó. Phương pháp này được ông tổng kết lại thành 8 chữ, ngưng tư, tĩnh lự, nghĩ hình, như tâm, nghĩa là dừng suy nghĩ tĩnh tâm lại. Nghĩ hình dạng chữ ở trong tâm câu nói này đã hé mở cho chúng ta một bí mật. Những điều chúng ta suy nghĩ trong tâm sẽ hình thành hình ảnh tâm lý, sẽ hấp dẫn những sự vật tương ứng đến. Nhìn lại cả cuộc đời Vương Dương Minh tuy vô số trắc trở, trải qua nhiều ma nạn, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là mỗi thời khắc then chốt, đối diện với nguy cơ, thì luôn có bước ngoặt, cơ hội cũng luôn đến vào lúc xem ra đã vô vọng. Một trong những nguyên nhân quan trọng trong đó là ông đã luôn luôn vô ý hoặc hữu ý áp dụng phương pháp này, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào, thì Vương Dương Minh đều có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh bản thân, ra sức giữ trạng thái nhẹ nhàng, yên định, vui vẻ. Trong trạng thái này, những hình ảnh tâm lý hiện ra trong tâm ông tất nhiên là tích cực, khi ông luôn hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống, trân trọng và nhiệt huyết đối với sự nghiệp, thì tinh thần sẽ chuyên tâm vào cảnh giới tốt đẹp, tự nhiên sẽ hấp dẫn những thứ tốt đẹp và tươi sáng đến, tâm quang minh thì cuộc đời mới tỏa sáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Đinh Tị sinh năm 1977. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.